Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đi Brick ha. Brick cái con modem của VNPT. Cụ thể là cái con IGS GW404 ha. 040 chứ. Rồi, thì bây giờ cái sơ đồ của mình như thế này. Thì khi mình đăng ký mạng của VNPT ha, thì nhà mạng sẽ cấp cho mình một cái con modem, đây chính là con này ha. Đây thì cái nhu cầu của mình hiện tại là mình sử dụng rất là nhiều máy, thì đâm ra cái con này nó không đáp ứng đủ ha, nó gây ra tình trạng mạng nó chậm. Với nhu cầu thứ hai là một số cái chức năng cái con này nó không có nhiều ha, cho nên mình mới tiến hành mình nâng cấp một cái con router mới. Thì để nâng cấp router mới thì mình sẽ đi mua một con router mới về mình gắn vào đây ha. Thì cái con modem của VNPT này mình sẽ tiến hành cấu hình nó thành chức năng brick mode đó. Thì khi đó thì cái IP WAN nè, cái IP public đó, nó sẽ không còn được cấp cho cái con modem mình nữa ha, mà nó cấp cho cái con router chúng ta mới mua. Rồi mình sang sơ đồ 2 đó. Thì mình sẽ đi mua một cái con router mới ha, mình gắn vào đó. Thì khi này mình kết nối internet bằng cái con router mới, thì khi đó IP WAN nó sẽ cấp trên con router mới ha. Còn modem của VNPT bây giờ nó đóng vai trò là bridge thôi, bridge là cái cầu đó nằm ở giữa ha. Bây giờ chức năng của nó là chỉ là chuyển đổi tín hiệu WAN nè thành tín hiệu điện đưa vô router, cũng như là từ tín hiệu điện ra thành tín hiệu WAN ha. Thì mình có thể mua những cái con router hoặc là firewall ha, có thể những router như là Raytest nè hoặc là Mirotic ha. Còn firewall thì mình có thể xài như Curio Control hoặc là OBSEN, BFSEN ha, hoặc là OBNSEN gì đó, rất là nhiều loại ha. Rồi thì trong cái bài lab này thì mình sẽ dùng cái con TP-Link. Thì cái con này thì nó cũng không có mạnh gì, nó thậm chí nó yếu hơn cái con modem này nữa, nhưng mà mình tại vì cái con này có sẵn, với cái thứ hai là nó cấu hình nó đơn giản ha, mình làm minh họa cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cấu hình ha. Giờ mình sẽ quay lại cái sơ đồ một trước đó, đang hoạt động mạng bình thường ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi cấu hình brick brick cho con modem này. Rồi giờ mình sẽ brick ha, bật trình duyệt lên 192.168.1.1 ha. Mình vào modem thì rồi mặc định nó đang kết nối internet bình thường nha. Rồi mình vô qua nè, mình kiểm tra nè ha, đang có kết nối BBUE. Trước khi mọi người đi brick á, mọi người vào edit ha, mọi người xem giùm mình tí đó. Thì tùy ở những cái chạm ha, mà nó sẽ có những cái thông số này nó khác nhau. Thì ở đây của mình nó là 10 và 0. Thì mọi người không biết thì có thể hỏi kỹ thuật ha. Ở đây của mình nó là 802.1B nó là 0 và 802.1Q VLAN nó là 10 ha. Còn đây là username password. Thì mấy thông số này á, trong cái phiên bản bàn giao của VNPT nó có hết. Rồi mọi người nhớ ha, để xem quạt để kết nối ha. Rồi mình quay trở ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi brick nè. Đây là cái kết nối BBUE của mình nè ha. Giờ mình sẽ remove nó đi. Rồi tạm thời là mất ngắt kết nối rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi add. Rồi ở đây mình sẽ chọn brick. Đó, nếu như mình cấu hình bình thường đó, là mình sẽ chọn BBOE ha. Mình ở đây mình sẽ sử dụng brick. Rồi mọi người nhớ hai thông số này do lúc nãy mình nó có chỉ rồi ha. Tùy khu vực ha mà nó sẽ khác nhau. Chỗ mình là 10 đó, 0 10. Rồi mọi người nhớ được cái tên này nè. Brick nè, BR là viết tắt của chữ brick đó, brick. VEIP 0 ha, nhớ cái tên này luôn ha. Rồi mình bấm apply. Rồi mình đã tiến hành cấu hình brick rồi đó, không còn là BBUE nữa ha.
Rồi còn một số thao tác nữa. Tiếp theo mình chọn một blend nè. Mình disable DHCP luôn ha, không còn cấp đi IP nữa nha. Con này bây giờ nó không còn làm chức năng gì nữa hết. Nó chỉ đúng một chức năng flip thôi. Rồi, tiếp theo wireless bỏ luôn ha. Chức năng phát wifi bỏ luôn. Rồi, ba chỗ nha, còn chỗ cuối cùng. Advanced feature interface Rubin. Rồi mình add nha. Rồi group name mình đặt cái tên đi. Bridge thiếu chữ y. Bridge mod đi. Rồi, chỗ này hồi nãy quan trọng đây, mình nhớ phần số 1 mình hướng mọi người đó, nhớ ha, cái bridge này ha, mình chọn đúng nha. Rồi, tiếp theo thì giờ mình sẽ bridge nó trên cái bọt 4. Đây ha, đúng sơ đồ của mình đây là mình sẽ click trên mặt 4. Rồi một tí thì mình sẽ cho quay lại. Rồi, câu hình trước nha. Rồi, sau khi mình bấm apply một cái. Rồi đó, là từ cái giai đoạn này mình sẽ không còn đụng gì đến cái con modem của VNPT nữa hết. Rồi, mình đóng cửa sổ này luôn. Không quan tâm nó nữa nha. Đó. Rồi, hiện tại giai đoạn này thì mình đã click xong nè. Rồi, không quan tâm nó nữa. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mô hình. Đó. Lúc này mình sẽ đi lấy một cái con router khác ha. Ở đây cụ thể cho bài lab này là con T-Blink. Rồi mình sẽ gắn cộng cáp từ máy tính vào cái con T-Blink, cụ thể đường gắn bọt 1 ha. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái cộng bọt 4 nè. Bọt số 4 lúc nãy mình rít đó trên cái con modem VNPT đó, từ bọt 4 gắn một cộng cáp đến cổng WAN của cái con router T-Blink ha. Đó, mọi người nhớ lúc nãy mình chọn cổng cổng 4 đó nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi cấu hình ha. Rồi, sau khi mình thay đổi con router rồi đó, thì mình phải đi xin lại cái IP ha. Release. Chỉ sai. Rồi, renew lại để cấp lại cái IP mới. Rồi. IP này là IP mặc định của cái con T-Blink hả mọi người. Rồi. Mình sẽ đi cấu hình cho nó. 192.168.0.1. Thì vì lý do là tất cả cái con này là đều mới ha, chưa cấu hình gì cả. Thì lần đầu tiên nó bắt mình đặt password. Rồi, đặt password nha, xong ha. Rồi bước tiếp theo là do cái sơ đồ của mình á, sơ đồ mạng của mình nó là router hay là 192.168.1.1, mà cái con T-Blink này mặc định nó là 0.1. Rồi mình sẽ đi đổi về cho nó đúng ha, mình vào mạng LAN rồi đổi lại 1.1. Ok, blue. Rồi, chờ một tí cho nó khởi động lại nha. Rồi, mình sẽ tiến hành xin lại loại IP nữa ha. Nãy giờ là mình mới đi đổi cái con IP của cái con T-Blink ha, tại vì mặc định của nó là 0.1 mà mình thì đang muốn sử dụng là 1.1. Rồi mình thay đổi lại ha. Rồi sau khi nó cấp cho mình cái IP mới rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ log on vô lại 192.168.1.1. Rồi. Sau khi bước chuẩn bị xong ha, giờ giai đoạn tiếp theo là mình sẽ đi cấu hình kết nối internet nè, để cho cái IP WAN nó sẽ cấp được con này ha, con T-Blink. Rồi mình vào một mạng nè, WAN. Ở đây thì mình chọn là BBPOE. Rồi tên đăng nhập ha.
bật quạt. Chính xác nha mọi người. Rồi, bấm đu ha. Rồi. Sau khi mình bấm lưu rồi ha, thì mình sẽ kiểm tra cái mục này trạng thái nè. Đây. Nó đã kết nối rồi ha. Một hai ba hai mốt tám sáu một một năm. Này 123 ha. Mình này là mình ví dụ thôi nha. IP cụ thể nó là con này. Đó. Thì từ giai đoạn này á, cái con này T-Link nè, nó sẽ là con router chính ha. Nó sẽ kết nối trực tiếp với internet. Modem của VNPT bây giờ đóng vai trò là bridge mode thôi, nó là cái cầu. Đó thì mình lấy con T-Link này mình demo thôi ha. Trên thực tế thì mọi người có thể sử dụng những con Raytest nè hay là con Marotit Firewall để chẳng hạn. Đó. Rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn mọi người xong cách bridge của modem VNPT ha. Rồi, xin chào mọi người nha.